Bây giờ là bài 55, tương với phần 3 bài 24 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe một cách khác để nói thứ hai. Joey. Joe. Joe. Y. Y. Joey. Joey. Hãy dùng cách này để nói thứ tư. Rosan. Rosan. Thứ sáu. Châu ủ. Châu ủ. Thứ hai, tư, sáu. Hãy nghe và nhắc lại. Châu y san ủ. Châu y san ủ. Chiều thứ hai, tư, sáu. Châu y san ủ xạ ủ. Châu y san ủ xạ ủ. Chỉ có chiều thứ hai, tư, sáu. Chỉ có chiều thứ hai, tư, sáu. Chỉ có chiều thứ hai, tư, sáu. Hãy hỏi, buổi chiều mỗi ngày đều có tiết ạ? Mấy thiên xạ ủ đâu có cửa mà? Không, chỉ có chiều thứ hai, tư, sáu. Bù, chỉ có chiều y san ủ xạ ủ. Bù, chỉ có chiều y san ủ xạ ủ. Bây giờ là từ một lượt. Y biển. Y. Y. Biển. Biển. Ý biển. Ý biển. Viết thêm một lượt, viết lại một lượt, nguyên văn là lại viết một lượt. Zài xie yi biển. Zài xie yi biển. Làm thêm một lượt, làm lại một lượt. Zài zuo yi biển. Zài zuo yi biển. Nói thêm một lượt, nói lại một lượt. Zài shuo yi biển. Zài shuo yi biển. Thầy có thể nói lại một lượt hay không ạ? Nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Xin lỗi, thầy có thể nói lại một lượt hay không ạ? Đối bù chỉ, nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Đối bù chỉ, nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Hãy nhắc lại, buổi chiều mỗi ngày đều có tiết ạ? Mấy thiên xạ ủ đâu có cửa mà? Không, chỉ có chiều thứ hai, tư, sáu. Bù, chỉ có chiều y san ủ xạ ủ. Bù, chỉ có chiều y san ủ xạ ủ. Xin lỗi, thầy có thể nói lại một lượt hay không ạ? Đối bù chỉ, nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Đối bù chỉ, nín nâng bù nâng zài shuo yi biển. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời đếm thử xem, mời đếm một chút xem. Qing shu yi shu. Hoan nghênh. Hoan yính.
Vali hồng. 箱子 ảnh. 照片. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Nhận gửi email. Show pha email. Ngồi xe quá chật. Dù chưa thải chỉ. Tiện thế thay mình mua chút hoa quả. Xuân biển thị ủa mái đẻ suối của. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Dù phê chia hay sử hỏa chưa? Nhân viên bán hàng. Sầu hỏa yuán. Vừa hay hợp. Trần hỡ sử. 21 tuổi. 21 tuổi. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị cử hành. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Mỗi thiên giáo sáng 6 điểm bàn chỉ chóng. Tắm, giặt quần áo. Xí giáo, xí y phủ. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵn trưa. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phê tráng xí khoan tràng kinh dụy. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Chiều đuổi su phá thở biệt cảm xinh trụ. Từ đây đến đó. Sống rõ tạo nở. Cứ đi thẳng về phía đông. Y trí hoàng tung dầu. Đường đi. Má lũ. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. 我送你. Phía trước có một nam sinh. 前边有一个男生. Không cần tiền. 不要钱. Cổng trường. 学校门口. Nhưng mà chỉ biết nói. 可是只会说. Đánh thái cực quyền. 打太极拳. Tuần sau đi báo danh. 下星期去报名. Bắt đầu lên lớp. 开始上课. Thứ hai tuần sau. 下星期一. Thứ hai tư sáu. 周一三五. Nói lại một lượt nữa. 再说一遍.